Sau khi được bác sĩ khám thì bác sĩ cũng có tư vấn cho mình là da mặt của mình hơi mỏng, nhưng mà rất may là độ cận của mình thấp ý, nên là đủ điều kiện được mổ mắt cận. Gói của mình đang được bác sĩ tư vấn là gói Zilix May. Hiện tại thì bây giờ mình cũng hơi lo lắng một chút là về không biết là mổ mắt cận có đau hay không, hay là có bị di chứng sau khi mổ mắt không, thì mình đang chuyển sang phòng khám, phòng tư vấn để xem các bác sĩ y tá hướng dẫn tư vấn của mình như nào. Hôm nay thì mình đi cùng chị dâu đấy, thì cảm xúc thì tại là mình chưa phẫu thuật bao giờ ấy, nên là bây giờ cũng hơi lo lắng hồi hộp một chút. Từ sáng đến giờ thì mình được khám khúc xạ lại mắt này, được đo lại mắt này, được bác sĩ tư vấn lại từ đầu ấy, kiểm tra lại toàn bộ, nói chung là rất nhiều phòng mình không nhớ nổi. Bước tiếp theo là mình đang ngồi chờ để chuẩn bị mổ mắt ý, mổ cận. Có chứ, thì bây giờ mình cũng hồi hộp. Quá hồi hộp luôn. Đúng rồi, đi khám thì mình thấy bình thường, bây giờ mới thấy lo lắng hơn. Thì hôm nay cũng là trong tuần ấy, thì mình cũng xin nghỉ một thời gian, thì mình cũng vậy, để đi được cho là đúng ấy. Đây là bác sĩ y tá chuẩn bị cho mình ấy, để trước khi mổ thì mình có thể ăn buổi trưa rồi. Trước khi phẫu thuật thì mình cũng hơi lo lắng một chút ấy, nhưng mà trong quá trình phẫu thuật thì mình thấy là thời gian diễn ra phẫu thuật rất là nhanh ấy, và mình cảm thấy là không còn đau đớn đâu, không còn đau đớn cả. Các y bác sĩ thì hướng dẫn tiện tận tình ấy, thì từ lúc mà bước vào cửa phẫu thuật thì đến lúc bước ra, nói chung là các bước là các bác sĩ có chỉ dẫn mình rất là tận tình. Không, lúc đấy không có đau gì cả, nói chung là bình thường. Sau khi nghỉ ngơi được 2 tiếng thì mắt mình thấy nhìn rõ hơn lúc mà đeo kính ý, sau trước khi đeo kính rồi đấy. Bây giờ nhìn cũng rõ hơn rồi. Chị có cảm thấy cộm hay là rát thì không? Mới đầu thì cũng có cộm một chút, nhưng mà mình nghĩ là chắc là mấy hôm sau thì sẽ đỡ hơn. Đến đây thì mình thấy là các bác sĩ rất là tận tình ấy, nói chung là rất chu đáo. Mình được hướng dẫn là từ các phòng này đến phòng kia đều có người chỉ dẫn hết. Thì sau một tuần tái khám thì mình thấy mắt mình là đã nhìn rõ hơn lúc mà trước khi đeo kính cận ấy, thì mình cảm giác rất tuyệt. Để được tư vấn và điều trị tốt nhất tật khúc xạ và bệnh lý về mắt, liên hệ hotline 1900 27 7227 hoặc trực tiếp tới thăm khám tại địa chỉ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.